Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 23 của tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Phương án tác chiến của đại đội trinh sát và những đơn vị phối thuộc do tiểu đoàn chi viện được vạch ra như sau. Đại đội trinh sát chia làm 3 mũi, đội công tác chính trị cử người đi theo các mũi ấy. Ngoài ra phải hình thành ngay một khung chính quyền gồm chủ tịch xã, xã đội trưởng, trưởng ban công an, trưởng hội phụ nữ, trưởng ban dân, địch vận để tạo thế bất ngờ cho trận đánh và có đủ thời giờ meeting lập chính quyền. Các mũi phải tiến nhập sớm một ngày vào sát ấp ăn nhà, mai phục sẵn hôm sau sẽ tấn công lúc nhá nhem tối. Tiểu đoàn điều 2 đại đội chốt phía đông đường 76 sẵn sàng đánh bọn tàn quân tháo chạy về dốc Miếu, đồng thời để ngăn chặn bọn viện binh từ dốc Miếu xuống, một đại đội bộ binh khác cộng với C4 trợ chiến chiếm lĩnh khu đồi phía tây, vừa sẵn sàng đón lõng kẻ địch từ Khe Xanh tràn về nếu xảy ra việc rút bỏ Khe Xanh, vừa chặn đứng viện binh của Cồn Tiên xuống. Mệnh lệnh hành quân chiếm lĩnh vị trí được tất cả các đơn vị tiến hành nghiêm chỉnh và chính xác trước 2 giờ sáng. Sau khi kiểm tra lại các hầm hào bí mật của các mũi, ban chỉ huy đại đội trinh sát đã về họp phiên cuối cùng với bộ phận chính quyền xã để xem xét lại những gì còn sai sót trong kế hoạch meeting. Cuộc họp tổ chức trong một căn hầm mới đào khuất sau 2 lùm trạc chiều lớn. Cửa hầm được ngụy trang kín đáo. Bên trong, người ta vẫn thắp được 2 chiếc đèn làm bằng sắt tây khá sáng. Mọi người ngồi quay mặt với ngọn đèn, thao thức giao xuyến y như chờ phút giao thừa vậy. Nghĩ thêm đi các ông. Người đội trưởng nhăn nhó. Nghĩ cho hết đi. Coi còn sai sót chi nữa không? Nghĩ đi. Các khuôn mặt bỗng căng thẳng, nhiều vầng trán nhăn lại. Nhưng chẳng ai nghĩ thêm ra được một điều gì mới mẻ cả. Hồi hộp quá, bâng khuâng quá, tất cả đều đang sống trong sự dạo dực nôn nao. Đột ngột từ ấp Ban Nha rộ lên một tràng súng máy, rồi tiếng súng nối nhau loạn xạ, đạn cối bay vèo vèo ra ngoài ấp. Tất cả những người có mặt trong hầm lúc này, chuyện gì đã xảy ra? Tiếng súng nổ hỗn độn kéo dài gần 1 giờ mới lặng hẳn. Không gian chìm nghỉm câm bặt, nỗi lo lắng đè nặng tâm trí những người chỉ huy. Trời lờ mờ sáng, hầm chỉ huy vẫn không ai ngủ được. Bỗng một chiến sĩ trinh sát ló đầu vào. Các thủ trưởng, Lợi trồm ra đầu tiên. Chuyện gì thế? Dạ chúng em bắt được một người. Dạ một bà già. Ở đâu? Từ trong hấp chạy ra. Có lẽ chạy từ khi súng nổ. Hiện để ở đâu rồi? Dạ tạm giam chỗ hầm chúng em. Lợi chống tay vào bờ đất đu người lên. Phía sau, các đội trưởng đội công tác chính trị cố nói vội cho mọi người cùng nghe. Cẩn thận, có thể là một màn kịch trá hàng đó. Mẹ Sướng không khóc lóc, không miếu máu, cũng không hề tỏ ra sợ sệt. Mẹ hơi ngẩn ra khi trông thấy Lợi. Chỉ một thoáng thôi, rồi mẹ bình tĩnh nói. Chúng nó đang có âm mưu. Nhiều lời đồn rằng Mỹ sẽ bỏ Khe Xanh. Bọn trong ấp hoang mang dữ. Nó định tổ chức một cuộc núng quân ra ngoài nhằm đánh lạc hướng. Trong lúc đó, bọn đầu sỏ sẽ tập trung những người mà chúng tình nghi là cơ sở của Việt Cộng. Họ dẫn đi làm con tin rồi rút lui về Đông Hà. Nếu thoát được về dưới đó, chúng sẽ giết hết họ đi. Các con tính liệu mau mau, không thì chết hết. Một tin cực kỳ quan trọng, nhưng Lợi vẫn thẳng lờ nhưng không bận tâm gì lắm. Anh chăm chú nhìn mẹ Sướng. Cuộc chạm trán trên cánh đồng phía tây dốc Miếu hồi tháng 9 chưa hề phai nhạt trong trí nhớ của anh. Mẹ Sướng nói xong, không hề thấy Lợi có biểu hiện gì. Mẹ cúi đầu xuống, giọng nghẹn lại. Hay là... con không tin mạ nữa. Một cái gì đó ứa dậy trong lòng Lợi. Mắt anh cay xè, nhưng Lợi cố trấn tĩnh lại. Anh nói nhẹ nhàng. Tất cả mọi mưu mô không sao tránh khỏi sự trừng phạt. Con tin như thế. Mẹ Sướng khẽ thở dài. Hình như mẹ cũng nhận ra những ý nghĩ sâu xa trong câu nói của Lợi. Mẹ thì thầm. Con oán mạ lắm phải không? Rồi không đợi Lợi trả lời, mẹ dầm gì kể. Mẹ nói lại tường tận đầu đuôi câu chuyện. Vì sao mẹ phải ra làm ruộng dạo ấy? Mẹ nói thêm những gì đã xảy ra từ đó đến nay. Mẹ không hề giấu giếm cả về ở chung với vợ chồng thằng Tá và cuối cùng là cuộc chạm trán dưới hầm. Lợi chăm chú lắng nghe. Dù sao thì lòng anh vẫn tràn trề một tình thương đối với mẹ, cả khi bất ngờ bị phục kích rồi sau đó là một trận đánh đẫm máu, dẫn đến việc anh bị chỉ trích phê phán. Lợi vẫn chưa hề mất hẳn lòng tin đối với mẹ. Vì sao như thế, anh không giải thích rành rọt được lòng mình. Chỉ có điều lòng tin của anh bây giờ ít bồng bột sôi nổi hơn. Một niềm tin đầy tỉnh táo và bao giờ cũng sẵn sàng đối phó. Cảm ơn bạn. Bọn con sẽ cho điều tra lại tình hình. Con chờ mà định thế nào? Về đâu? Mà cũng không biết nữa. Mà hết đường rồi. Ở với các con thì khó. Quay về ấp không được. Nếu các con thương mạ, tin mạ thì chỉ cho mạ lối ra Bắc. Ra Bắc ư? Nhưng biết gửi mạ cho ai ngoài đó? Mẹ Sướng lại thở dài. Mà cũng chẳng có bà con thân thích gì ngoài đó. Có anh Tùng thì chẳng rõ ở đâu. Lợi bất ngờ reo lên. À, anh Tùng cũng ở bộ đội, con có biết hay là... Mà không được, mà không dám gặp nó nữa. Mà khóc, tiếng khóc sụt sịt tồi nhục, tiếng khóc một lúc mỗi to. Lợi chẳng biết khuyên can thế nào cho phải. Anh đành ngồi im nhìn mẹ. Một lát anh nói đầy lưỡng lự. Mà con tin anh Tùng sẽ không oán mạ đâu. Hoàn cảnh thực éo le, tất cả chỉ vì âm mưu thằng địch. Không, thằng địch thì lúc nào mà chẳng hiểm độc. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn giữ được Hoan, không cho nó sa ngã. Chỉ vì cái lần mà đi tù, thôi chết, nếu mà ra đường ngoài đó, mà sẽ tìm tới nhà một người quen. Ở xã Chi hả? À, Vĩnh Hòa, đúng rồi. Lợi nhíu nhanh mày vội hỏi. Mà có quen người ở Vĩnh Hòa hả? Có, ông Trần. Ủa? Lợi không tin vào tay mình nữa, còn mẹ Sướng thì sáng hẳn mắt ra, nhưng thể đang nhìn thấy người thân cũ. Mạ quên, còn ông ấy ở trong tù mà. Trời ơi, anh tên Quyền phải không mạ? À, đúng rồi, con biết à. Dưới là anh Quyền còn sống phải không mạ? Lợi hỏi xong câu ấy thì giọng nghẹn lại, nước mắt trào ra. Bao nhiêu năm bặt tin tuyệt vọng, trừ anh đã lần tìm ra đầu mối. Ngay giây phút ấy Lợi nghĩ đến bố, làm cách nào tin cho bố đây? Con có biết quê anh Quyền hả? Dạ, có, anh Quyền là anh ruột của con mà. Chào ôi! Mẹ Sướng chồm người tới túm lấy hai tay Lợi. Rồi mẹ kể vội kể vàng, mẹ nói như sợ quên đi, như là để lát sau thì không thể nào nói nổi. Mẹ nói trong niềm tự hào sung sướng, còn Lợi thì bàng hoàng, lòng anh mềm lại, nước mắt không sao cầm giữ được. Anh thút thít như một đứa trẻ con. Phải, Lợi đâu đã già, năm nay mới 23 tuổi. Công việc của chiến tranh đã chồng lên vầng trán anh những nếp nhăn vội vã. Chỉ có lúc này, tựa đầu vào tay của người mẹ, nghe kể về bao nỗi cay đắng của người anh mình, thì Lợi mới thực sự bộc lộ hết sự sốc nổi của tuổi thơ. Anh vừa nghe, vừa nấc, vừa xịt mũi. Đội trưởng đội công tác chính trị bò đến miệng hầm, nhìn xuống gọi khẽ. Ông Lợi. Dạ. Lợi quay ra, khuôn mặt anh nhòe nước mắt. Người đội trưởng ngớ ra, lắp bắp. Làm sao lại giữa thủ trưởng? Hoàn lấm lét nhìn tá, khuôn mặt hắn đanh lại, dữ tợn. Chưa bao giờ chị thích chồng mình cáu kỉnh đến mức ấy. Thu xếp mau mau lên một tí. Nhưng mà răng bữa trước anh nói hết tuần mới đi. Con mụ ấy nó chảy lọt rồi, không khéo chết với nhau cả nút. Hoan chết đến người. Con mụ ấy nghĩa là mạ. Răng tá lại nỡ gọi mạ như thế. Hoan muốn nói lại một tiếng nhưng không dám. Đôi mắt tá đang long lên, môi tái xám như người lên cơn sốt. Xã trưởng lập cập chạy vào, tiếng nói chen với tiếng thở. Đủ rồi, 16 gia đình. Giam nó lại trong trụ sở, bảo tôi lính canh cho thật kỹ. Để nó sống đứa nào thì liệu hồn. Dạ, đâu dám để sống. Bọn tôi tuy bất tài, nhưng mà được cái trung thành mới lại cẩn thận. Đâu có trẻ người non dạ đến nỗi để cho Việt Cộng sống khỏi tay. Nói rồi, xã trưởng cười, cái cười nửa miệng. Tá giận tím tái. Rõ ràng con trâu già này nó đang giễu mình. Nghĩ mà căm đến lộn ruột. Nhưng lão xã trưởng đã nhanh chân chuồn ra ngõ. Tá không biết quát ai. Trời mờ hoàng hôn, Hoan lội cội giòn thức ăn lên bàn. Thằng Bình háu đói leo vội lên, vồ lấy bát. Hoan khép nép do hai đôi đũa đặt xuống mâm, liếc nhìn Tá. Ăn, cơm cho con nó ăn. Tá bật dậy, hắn khua tay vớ khẩu côn dắt vào người rồi nói như ra lệnh. Ăn trước đi. Hoan định hỏi thì Tá đã lao vù ra cổng. Hắn đi rất nhanh, đến gần trụ sở, hắn thấy người ta lố nhố rất đông. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn quát. Hắn biết bọn lính đang thực thi mệnh lệnh của mình. Hắn thấy không cần phải đến đó nữa. Tá thuận chân đi thẳng ra phía cổng ấp, rồi từ phía cổng ấp lại quạt về đường phụ. Hắn vẫn đi nhanh. Thật ra chẳng có một công việc gì cụ thể cả. Mọi kế hoạch tuy có sự xáo trộn nhưng cũng đã thu xếp xong. Gần sáng có lẽ cuộc tấn công ra ngoài ấp. Cùng giờ ấy số cán bộ chủ chốt sẽ dẫn những gia đình con tin rút theo trục đường 75 về Dốc Miếu. Từ Dốc Miếu sẽ xuôi thẳng về Đông Hà. Thế là hết. Bao công lao gây dựng, bao khó nhọc phải đổi, chỉ một đêm nay nữa thôi là hắn phải giã tử. Cuộc chiến này mới chó má làm sao. Ta đi nhanh và dừng lại cũng rất nhanh. Màu trì hoàng hôn nặng nề đang ngậm mòn dãy đồi phía xa mờ trên quận Cam Lộ. Bất giác Tá thở dài. Từ ngày đặt chân về đây, hắn đã nguyện với lòng sẽ thu hồi toàn bộ dãy đất Ba Gian từ Do Linh lên đến địa phận Cam Lộ. Nếu đứng vững được thì một ngày không xa, hắn sẽ tha thiết đề nghị đồng minh mở đường bắc tiến. Vĩnh Linh sẽ lại về tay hắn. Cam, Do, Vĩnh, ba cái tên ghép thành một. Nghe vang giòn như tiếng một hợp kim. Tiếng vang ngân nga bao lâu nay trong lòng hắn. Không, tiếng vang ấy là tiếng truyền nối từ đời ba hắn kia. không ai hiểu nổi điều ấy đâu. Cả làng An Nha này không ai hiểu, ngay đến ngài tỉnh trường cũng không hiểu. Người tò mò nhất cũng chỉ biết hắn là sinh viên du học về, còn người vợ tội nghiệp của hắn, cũng như nhiều kẻ ngây thơ khác thì cứ đinh ninh rằng hắn vốn là một bác sĩ trong quân lực Cộng Hòa. Tất cả ra thế hắn và những khát vọng cuồng cháy trong lòng hắn, chỉ mình hắn và một người nữa biết thôi. Người thứ hai ấy là tòa đại sứ Mỹ. Xưa kia đại bộ phận vùng đất đỏ từ Gio Linh, Cam Lộ đến Vĩnh Linh đều ở trong tay hai anh em Cả Lễ và Xạ Nghĩa. Khu dinh điền chủ yếu của Cả Lễ là vùng An Nha, An Hướng, Cổn Tiên. Những đất canh tác của nó thì kéo suốt lên Cùa, ra tận vùng Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, dân Thủy Ba, dân Chấp Lễ ở tít ngoài Vĩnh Linh cũng vào làm cày ruộng cho Cả Lễ. Mùa nộp tô, sân nhà hắn nườm nượp người ra vào, đầy tớ trong nhà cũng đã gần 20. Cả Lễ có 3 vợ, 8 đứa con. Cũng như nhiều nhà khá giả thời đó, tình âu yếm của đức ông chồng bao giờ cũng dành cho cô ba, và niềm hy vọng lúc nào cũng trút cho con út. Đặc biệt đứa con út lại là con trai thì còn quý hơn ngọc. Khốn nỗi con út ông Cả là một đứa gầy còm, trông rất thiếu sinh khí. Từ khi nọt lòng cho đến 3 năm sau, hầu như không một ngày nào không ốm, không một đêm nào không khóc. Thôi thì đủ thuốc ta, thuốc tây, đủ thầy bói giò, thầy phù thủy, thầy lấy lá số. Cuối cùng, hầu như tất cả đều khẳng định đứa trẻ quá cao số, cực kỳ khó nuôi. Nếu phải một gia đình nghèo, thì cần đổi tên cho nó, gọi những tên rất tục tĩu, rồi đổi cả cách xưng hô với bố mẹ, hoặc gọi bố là anh, mẹ là chị, hoặc chú thím, hoặc cậu gì. Nhưng ông Cả lại không thể để con hút mình mang một cái tên bẩn thỉu được. Ông đổi từ Tấn sang Tá. Theo ông, Tá nghĩa là tá điền, như thế đã là quá tục rồi. Còn đổi việc cách xưng hô với bố mẹ thì không thể được. Nghĩ mãi ông mới gọi chú Nghĩa vào. Ông giao cho người em nuôi đứa trẻ rồi cắt hơn 10 mẫu ruộng ở Thủy Ba cho nó làm vốn. Chẳng biết có phải nhờ vậy không mà mấy năm sau, đứa trẻ bỗng hồng hào tươi tốt. Nó lớn nhanh, khỏe mạnh, cứng cáp. Tính nó ít nói, ít nghịch ngợm nhưng lại gan lì. Cả Lễ vui mừng ra mặt và Xạ Nghĩa cũng hí hửng không kém. Lúc ấy ở gia đình ông Cả đang có sự lục đục ngày một quyết liệt giữa ba bà. Ba bà kéo theo 3 bầy con. Ông Cả tuy bên ngoài dữ tợn làm vậy, nhưng ở trong nhà lại như một hòn cù bị ném tung từ phe bà này sang phe bà nọ. Ông căm tức và ngán ngẩm. Cơ sự này rồi sẽ tan nát hết. Ông chỉ chờ đợi có thằng con cô ba. Ông bàn với chú em, đợi thằng Tá lên 15 tuổi thì sẽ sang hẳn tên cho nó 50 mẫu đất. Về già nếu ông có bị các bà hắt hủi thì sẽ tựa nương vào anh con út gan lì này. Còn 1 năm nữa Tá tròn tuổi 15, ông cha và ông chú rục rịch bàn chuyện lớn. Ai hay năm ấy cách mạng nổ ra. Cách mạng chưa đụng đến thân thể cũng như tài sản ông Cả, song chính quyền địa phương không cho phép sang tên cho một cậu thiếu niên 14 tuổi được quyền chiếm hữu ruộng đất quá lớn như vậy. Nghĩa là cậu bé Tá là kẻ đầu tiên bị cách mạng hớt mất phần béo bở. 1 năm sau Tá tròn 15 tuổi thì người Pháp cũng nổ súng vào vùng phủ Vĩnh Linh, đóng đồn Mỹ Cá, Vĩnh Chấp. Cứ tưởng đã đến cơ hội đòi lại 50 mẫu ruộng của mình, Tá khấp khởi tìm vào bố. Nhưng chưa đến nơi thì đã nghe tin du kích nửa đêm chém đầu ông Cả. Tá chết khựng giữa đường. Hắn trốn trong nhà một người cô họ. Hơn 1 tuần sau hắn mới lén lút trở về ra Vĩnh Linh. Xạ Nghĩa lúc này cũng như cá nằm trên thớt. Rồi một đêm, chú cháu dẫn nhau vào nhà dòng Phước Sơn. Tá được một người gọi bằng dì Bảo Lãnh khai tụt xuống 2 tuổi và đưa vào trại cô nhi. Mà dầu năm đó Tá lớn cao như một người đàn ông trai tráng. Cuộc chiến tranh chống Pháp ở vùng Bình Trị Thiên này xem ra không có lợi cho người Pháp. Dĩ nhiên, đó là nhận định của những bậc bề trên. Còn cậu bé Tá lúc ấy chẳng hay biết gì ngoài 50 mẫu ruộng và cái đầu người cha cứ chập chờn trong các bữa ăn giấc ngủ. 2 năm sau, theo cái tuổi khai gian của người dì thì Tá được gặp một ông cha đầy quyền thế mà mãi gần 10 năm sau anh mới biết đó là Ngô Đình Thục. Tá được cha Thục gửi đi học Pháp. Nhưng chỉ học được 3 năm thì có một người đến gặp Tá tại ký túc xá và sau đó dẫn anh đi. Tá không ngờ chuyến đi ấy lại được qua đất Mỹ. Bắt đầu từ đó con đường công danh mở ra trước mắt anh, những khát vọng bùng cháy ngày một dữ dội. 35 năm trôi qua, từ cậu bé Tá đến ngài liên đoàn trưởng, con người ấy hình như không có gì thay đổi về tính tình, sắc thái, đặc biệt càng không hề thay đổi khát vọng cha của truyền. Con người ấy được đưa về phụ trách công tác bình định vùng này, thực chất chỉ là một bước tìm hiểu, thực tập rút kinh nghiệm mà thôi. Con người đó có tài quản lý cả một vùng đất rộng lớn, duy nhất con người đó chứ không thể ai khác phải gánh vác trên vai sứ mệnh Bắc tiến, sẽ là lãnh chúa của trên đất đỏ Ba Gian nơi vĩ tuyến 17 này. Đấy là ủy thác của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, đó cũng là câu tự đánh giá mình của Tá. Lợi đi cùng trung đội 1. Trời vừa tối hẳn, họ đã áp sát hàng rào thứ nhất. Công việc cất rào khá vất vả vì ở hàng rào này Tá cho gài rất nhiều mìn sáng và mìn định hướng. Chiến sĩ trong đại đội hầu hết là mới, huấn luyện cũng chưa thật kỹ càng, vì thế Lợi mới phải đi đầu cùng với trung đội trưởng Việt. Hai người vừa gỡ mìn vừa cắt dây thép. Cả trung đội trườn theo vết mòn phía trước như một con rắn, chậm chạp chui qua lớp rào bùng nhùng. Gần 1 giờ sau, họ mới qua được hết. Hàng rào thứ hai đơn giản hơn. Ở đây là tuyến tuần tiễu thường xuyên của bọn bảo an. Không có mìn, nhưng rất nhiều trông, thỉnh thoảng có một hố bẫy. Lợi gỡ xong lối vào, liền nép qua một bên, kiểm tra từng động tác bò của chiến sĩ. Nếu vượt qua hàng rào này an toàn, coi như cầm chắc thắng lợi. Ở giữa ấp không hề có trông, mìn gì nữa, tha hồ tung hoành. Người cuối cùng của trung đội vượt qua hàng rào, bỗng cả đội hình sững lại. Có tiếng truyền lệnh, mệnh lệnh như một hơi gió truyền qua tai Lợi. Có địch, mời đại đội trưởng lên. Lợi trườn vội lên, chưa kịp hỏi trung đội thì Lợi đã phát hiện ra. Trước mặt họ lố nhố rất nhiều cụm địch. Không biết chúng vô tình nằm ở đây hay cố ý phục kích. Đêm tối quá, không thể nào phán đoán lực lượng, Lợi ghé sát vào tai Việt. Cứ cho bộ đội nằm yên, chờ. Mỗi giây lúc này, sao mà nặng nề và đằng đẵng thế? Từ đây vào tới mục tiêu chỉ còn 500-600 mét nữa thôi. Những bóng đèn phía trước vẫn lố nhố hì hục. Chúng nó vẫn không hề nói chuyện, không hút thuốc. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng thình thịch dội đến. Kẻ địch đào hầm ư? Có thể lắm. Lại liên tưởng tới câu chuyện của mẹ Sướng. Có thể bọn lính này được lệnh tử thủ trong hấp sau khi cấp trên của chúng rút chạy. Lợi ghé vào tai Việt. Này, anh vòng qua trái tìm một lối thoát nha. Việt hiểu ý, anh của tay ra đằng sau bấm vào một chiến sĩ. Thoát một cái, hai bóng người tiến vào bóng tối phía bên trái của đội hình địch. Lợi kiên nhẫn chờ. 2 phút, 3 phút trôi qua. Phía trước những bóng đen mỗi lúc một thấp hẳn xuống. Có lẽ công sự của chúng đã sắp hoàn thành. 5 phút, bỗng súng nổ. Bắt đầu là một loạt liên thanh, rồi hàng tràng đại liên, rồi pháo sáng. Hỏng to rồi, đánh. Cả trung đội được lệnh cường tập. Thủ pháo lao vun vút lên phía trước. Đàn AK quét sát đất. Lợi dụng giây phút kẻ thù chưa kịp đề phòng, Lợi cho trung đội lao tràn lên. Đã bám được mép công sự, chiến sĩ tàn ra liệng thủ pháo xuống các hào. Phòng tuyến địch nhanh chóng bị phá tung. Lúc này các mũi khác cũng đã nổ súng, tiếng nổ dữ dội loạn xạ khắp bốn phía. Trận đánh diễn ra luộm thuộm hơn phương án đã vạch sẵn. Lợi vừa bắn vừa cáu kỉnh chửi thầm. Từ ngày được chỉ huy đại đội chưa có một trận đánh nào suôn sẻ. Những trở lực cứ như ma quỷ hiện ra bất ngờ và trái khoáy. Chứ có vài trăm mét nữa là áp sát được mục tiêu. Thế này thì hỏng bét rồi. Tuy vậy, người hoang mang nhất lúc này không phải là Lợi. Người đó trước lúc có tiếng súng nổ đang đứng như găm chân xuống cồn đất cao nhất phía tây ấp An Nhạc, nhìn chân chân lên hướng đồi Cam Lộ. Tiếng súng đã nhổ bật hắn dậy, và bằng tất cả sự tinh nhạy của bộ óc tra truyền, hắn nhận ra ngay tình thế. Tiếng súng giòn giã khắp bốn phía. Thế là hết, tất cả đều đến phút trả giá rồi. Tá lao như bay về nhà. Hoan đang ngồi chồm hổm trên giường, hai tay ôm lấy con, miệng thở hồng hộc. Tá nhào đến chụp lấy tay. Chạy đi. Hoan vơ vội mấy chiếc áo, chân loạng choạng tìm guốc. Vứt trả nó đi. Hoan không vứt, nhưng chiếc áo tự động vượt khỏi tay. Chị ôm ghì lấy thằng Bình lảo đảo chạy theo chồng. Cả hai nhào ra ngõ. Từ phía cổng ấp, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, tiếng hét dội đến huyên náo. Ta đứng sững lại. Hoan vừa thở vừa hỏi, chạy đằng nào anh? Ta không nói. Hắn đứng im, câm lặng như chiếc cột sắt đóng xuống giữa lòng đường. Rồi hắn từ từ quay lại, vẫn cầm chặt tay Hoan, thong thả kéo vào nhà. Căn nhà tối om, hai người đứng như chết trong màn đêm khủng khiếp. Hoan thút thít khóc. Khóc cái gì? Im đi. Hoan cố nín, chị bấu víu vào một hy vọng nhỏ nhoi. Liệu họ có tha không? Tá bật cười lên tiếng cười khô như một mảnh bát vỡ. Hoan chợt thấy rùng mình. Em cầu chúng nó tha hả? Sao ngây thơ thế? Dứa hết đường à? Tá không trả lời. Bên ngoài tiếng súng nổ mỗi lúc một gần, nhiều viên đạn bay xoẹt qua mái tôn, mùi thủ pháo theo gió sộc đến khét lẹt. Tá bỗng cất tiếng nhẹ tênh. Đi em, chết cùng chết. Đồ mạ đó. Hoan thấy điếng cả người, nhưng chị không sao cưỡng lại được. Tiếng nói của Tá vẫn nhẹ như gió, nhưng bàn tay thì cứng như kìm sắt. Bàn tay ấy đang kéo chị đi. Chết cùng chết. Trời ơi, có cách nào bấu víu lại cuộc sống được không? Hoan mếu máu. Anh ơi, anh thương mạ con em, hay là ta cứ xin tha mạng? Cái gì? Ta cứ xin tha mạng, trước đây em có công lao với họ. Bốp, một hơi gió đổ ập vào miệng Hoan tê cứng. Ngu. Hoan suýt hòa lên khóc, nhưng ngay lập tức chị ngậm vội lại. Đã nghe tiếng chân sầm sập phía trục đường, Tá giặc mạnh tay kéo Hoan ra phía bờ chuối. Lợi dẫn trung đội lao vào ngõ. Ngôi nhà im mắng không hề có dấu hiệu kháng cự nào. Lợi vẫy tay ra hiệu cho cả tổ triển khai vây bọc lấy các cửa ra vào, rồi anh cất tiếng hỏi. Ông tá, cô Hoan, cần ra trình diện ngay. Im phăng phắc. B40, mục tiêu ngôi nhà, chuẩn bị bắn. Vẫn im lặng. Lúc này bên phía ấp lửa đã bùng cháy, các mũi tràn vào làm chủ toàn bộ chiến trường. Trung đội trưởng Việt cùng dẫn số còn lại của trung đội 1 tới. Lợi nói nhanh, cho trung đội chiếm lĩnh mục tiêu. Cùng một lúc 18 tay súng lao vào theo bốn hướng, không có sự chống cự. Lợi bật đèn, căn nhà vắng tanh, ghế bàn đồ lồng chồng, vài chiếc áo rơi ngay chỗ ra vào. Lợi nghiến răng bực tức, nó trốn rồi. Cùng lúc ấy ở phía nhà trụ sở ấp, nhiều tiếng ồn ào loang ra. Lợi hiểu ngay số dân bị bắt làm con tin đã được giải phóng. Có tiếng loa vọng lên, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, quân giải phóng huyện nhà đã tiêu diệt bọn ác ôn và những lực lượng chống cự. Đề nghị các gia đình đốt đèn lên, nhân dân hãy phát giác những tên ngoan cố lẩn trốn, kẻ nào sớm ra đầu thú sẽ được khoan hồng, ai phát giác sẽ được khen thưởng. Các gia đình hãy đốt đèn lên. Cùng một lúc, tất cả các cửa sổ đều được mở bung ra, những ngọn đèn tọa đăng thắp sáng, ấp ăn nhà bừng sáng trong sự ngỡ ngàng, có phần hoảng hốt, có phần khấp khởi. Lợi dặn trung đội trưởng Việt chốt giữ trục đường rồi anh lao ra trụ sở. Vừa đến nơi đã gặp trung đội trưởng công tác chính trị, anh kêu lên cáu kỉnh. Nó chạy mất tông rồi, đồ chó. Cùng lúc ấy có một người lao đến ôm lấy anh, đôi tay run run, giọng nghẹn ngào. Giải phóng hết rồi hả con? Lợi nhận ra mẹ sướng, anh ôm lấy mẹ. Mà cũng vô được ấp ứ, răng lại không được. Mạ ơi, thằng Tám nó trốn rồi. Hả? Giữa con Hoan, con cũng không thấy. Đội trưởng chính trị quay lại. Nó thoát đằng nào được, các lối ra ấp đã bị bịt hết rồi. Mẹ sướng túm lấy tay Lợi giặc mạnh. Con đã coi dưới hầm chưa? Lợi ngớ ra. Nhỉ, tại sao anh không nghĩ ra điều đó? Lợi nói nhanh với người đội trưởng. Anh cho triệu tập meeting sớm đi. Nói rồi Lợi quay người chạy, mẹ sướng cũng lầy bầy chạy theo. Đến gần ngôi nhà Lợp Tôn, Lợi gặp Việt. Đồng chí cho một tổ ra ngay cái giếng sau vườn, ở đó có một miệng hầm, nhanh lên, mình ngu quá. Trung đội trưởng Việt gọi tiểu đội 3 theo mình, số còn lại đứng chờ mệnh lệnh của Lợi. Tiểu đội 1 theo tôi. 6 chiến sĩ chạy theo Lợi, họ dừng lại trước chuồng heo. Lợi sắp xếp vị trí từng người xong, anh nhảy vào chuồng, đứng chéo một bên, rồi dùng bắn súng cày hất chiếc máng. Một giây yên lặng, Lợi bất ngờ quạt một loạt đạn, tiếng nổ xé lên dữ dội. Không có sự phản ứng gì, Lợi gọi to. Ông tá, lên ngay. Cách mà gọi, lên ngay sẽ được khoan hồng. Chị Hoan, lên ngay đi, đừng chần chờ nữa. Tiếng gọi của anh không có hồi âm trở lại. Lợi đưa mắt nhìn mẹ sướng, mẹ vội vàng nói. Để tao xuống cho. Ấy chết, không được, con xuống. Mẹ sướng giằng lấy tay Lợi. Đừng, tao già rồi, con làm răng cũng không ân hận nữa. Nói rồi, mẹ quay xuống miệng hầm kêu to. Hoan ơi, Hoan, mạ đây. Con nghe thấy tiếng mạ không? Đừng có sợ, lên đi con đừng sợ, không ai làm hại con đâu. Thôi, mạ xuống đây, mạ xuống với con đây. Mẹ sướng run run thả chân xuống, nhưng cánh tay Lợi đã giữ vật chặt vai mẹ lại. Người tiểu đội trưởng phía sau lao lên, giọng dứt khoát. Tôi xuống cho. Nói xong, anh đu người xuống liền. 3 chiến sĩ nhảy theo, thêm 2 người nữa. Cuối cùng là Lợi, anh đẩy mẹ sang một bên. Mà ở trên này chờ. Nhưng Lợi vừa thả chân xuống đã thấy mẹ sướng xuống liền bên cạnh. Anh vội vượt lên túm lấy chiến sĩ đằng trước. Chuyền lên trước, nằm sát xuống đất bò. Cả đội hình dán xuống mặt đất trườn êm như rắn. Lợi quay lại nói nhỏ với mẹ sướng. Mà bò không được, cứ đứng đây, gọi to lên đánh lạc hướng. Mẹ sướng hiểu ý, mẹ lùi lại nép vào một bên bờ đất. Rồi mẹ cất giọng vừa kêu gọi vừa kể lể. Hoan ơi, Hoan, con ra đây với mạ, đừng dại dột ở trong đó nữa. Mạ đây, mạ đã xuống hầm nhưng không thể vô trong nó được, con thương mạ thì ra. Doác siêu, một phát đạn xoẹt qua mặt mẹ, mẹ dùng mình thụt người vào bờ đất, tim đập loạn xạ. Thế là nó có trong đó thiệt rồi, nó bắn ra nơi mẹ đứng, quần bất hiếu, quần bất nhân. Mẹ gào lên, Hoan, mày ngu chi lắm dứa, Hoan, mày bắn ra mà à. Bụp bụp bụp, 3 phát súng đạn cắt đứt tiếng gào của mẹ. Mẹ căm quá, căm đến lộn cả ruột. Chà nó chứ, mẹ nhổm người mấy lần mà vẫn không dám xông vào. Bất ngờ tiếng súng dội lên, mẹ nằm bẹp xuống, đạn nổ loạn xạ. Không thấy đạn bắn ra phía cửa hầm nữa. Có lẽ thằng tá định rút ra cửa hầm bên kia nhưng lại vấp phải bộ đội. Nhưng sao không ai bắn nữa? Hay nó chết rồi? Mẹ hồi hộp quá. Đột ngột có tiếng trẻ con khóc. Trời ơi, thằng cháu khốn khổ. Tiếng khóc chỉ bật ra một tí rồi lặng hẳn. Còn gì bức bối ngột ngạt bằng sự im lặng này. Mẹ lồm cồm bò dậy. Vừa chạy vào được mấy bước thì nghe tiếng Lợi gọi. Tá, mày bị bịt chặt rồi. Đừng chống cự vô ích. Hàng đi. Chị Hoan, Trễ buộc chồng ra hàng cách mạng đi, đừng chống cự vô ích. Mẹ Sướng nín thở chờ, lại có tiếng khóc. Nhưng bây giờ không phải là tiếng khóc trẻ con nữa, mà là Hoan. Tiếng khóc chen trong giọng nói thều thào. Lại các anh, bà ơi, con ra đây. Bộp, một tiếng nổ khô khốc đơn chiếc. Bộp, lại một tiếng nữa. Mẹ Sướng lao sầm vào, mẹ đâm cả người vào bộ đội. Ánh đèn pin loáng lên nhì nhằng phía trước. Hai cái xác người nằm sõng xoài sát nhau. Một đứa trẻ bị mẹ đè lên đang giãy mạnh. Mẹ Sướng trồm lên, giọng lạc đi. Hoan! Hoan ơi! Con ơi! Mọi sự đã kết thúc. Cả căn hầm chìm ngập trong sự nặng nề căng thẳng. Lợi cúi xuống đỡ mẹ Sướng dậy. Thằng khốn kiếp! Nó tự sát y như Hitler vậy. Các chiến sĩ bế hai xác người đi ra ngoài. Lợi ôm chặt đứa bé. Nó hái hùng, giãy khỏi tay anh, khóc thét. Mẹ Sướng lầy bầy đôi tay vịn vào vai Lợi. Đứa bé đã nhận ra bà, nó trồm cả người qua. Mẹ Sướng đỡ lấy cháu. Nó nặng quá, mẹ không bước nổi. Lợi cố đỡ cho mẹ thì thằng bé lại không chịu, hét toáng lên. Hai người vất vả lắm mới tha được nó đến miệng hầm. Đến đây, mẹ Sướng kiệt sức ngồi xỉu. Con để nó đây cho mẹ. Nhưng nó nặng quá mẹ bế sao nổi. Mẹ Sướng thều thào. Cứ để đây, tao ôm nó. Ba mẹ nó chút tội lại đây cho tao đi mà. Trời hỡi trời ơi. Mẹ Sướng hòa lên khóc. Lợi đứng im nhìn mẹ thở dài. Có lẽ đây là cuộc tập trung dân đầy đủ nhất của ấp An Nha kể từ cái lần ngài cố vấn về bốc dân đi khỏi ấp. Không một người nào vắng mặt, kể cả gia đình Ngụy Quyền. Hàng trăm bó đuốc cháy dần dật, người ngồi chen chúc đầy kín sân. Một lá cờ nửa đỏ nửa xanh chỉ lớn bằng hai tờ giấy đúp dán vào tường. Ban đại diện chính quyền cách mạng xếp hàng ngay sau chiếc bàn gỗ. Một trung đội trinh sát cầm súng trường có lắp lưỡi lê loáng bóng xếp thành hai hàng dọc, đại diện cho lực lượng vũ trang huyện. Người đội trưởng đội công tác chính trị lúc này với cương vị chủ tịch xã đang thuyết trình. Anh kể tội bọn ác ôn, nhắc lại bao nhiêu điều thống khổ của dân chúng. Anh kêu gọi đồng bào ủng hộ chính quyền cách mạng và cảnh cáo những kẻ nào dắp tâm chống đối, phá hoại cuộc sống mới của ấp. Cuộc meeting được tổ chức nhanh và giải tán mau lẹ. Chỉ sau 30 phút, từng dòng người cầm đuốc tỏa ra ngõ. Bộ đội được lệnh phong tỏa bốn phía ấp chuẩn bị chống càn. Đội chính trị chia người đi từng nhà giáo dục, vận động và quyên góp gạo cơm. Lợi cùng một chiến sĩ khoác súng đi đến tất cả các bộ phận. Anh kiểm tra và dặn dò tỉ mỉ công việc của ngày mai. Cuối cùng Lợi trở về trục đường chính và đứng lặng hồi lâu. Trục đường này chạy thẳng ra cổng ấp nên gió thốc và lồng lộng. Lợi bỗng cảm thấy lòng trào dậy những cảm xúc mênh mông lạ kỳ. Cũng nơi này, lần đầu tiên anh nhận mặt con người miền Nam, lần đầu tiên tuổi trẻ của anh được nếm những đắng cay, xót mặn và ngọt ngào. Trước đây, trong cái đêm đầu ngồi thu mình dưới hàng cây chuối, anh đã từng so sánh đất An Nha với đất Vĩnh Hòa. Lúc đó cảm xúc hoàn toàn là cảm xúc của một học trò. Anh mới nhận ra phần giống nhau của màu đất đỏ, phần khác nhau của sự vắng lặng, ngờ vực trong hấp chiến lược với không gian thanh thân, yên hàn của làng xóm quê anh. Thế thôi, còn trừ. Lợi đã tìm thấy những dấu hiệu khác thường, những giá trị vàng thau trong hai vòm trời, hai miền đất và ngay trong sự giằng xé của cõi lòng anh. Hóa ra tuổi trẻ của anh, cả một thế hệ như anh, lớp người sinh ra chỉ biết đến công bằng, tình yêu ái. Nên khi bước vào cuộc đối đầu lịch sử này, lại là lớp người yếu mềm, đầy ngỡ ngàng hơn bất cứ thế hệ nào khác. Dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu, dù đã vùng đầu vào hàng trăm ngàn tên sách, vẫn khó mà hình dung hết những đen tối cạm bẫy của đêm trường mà con người phải mò mẫm vật lộn vượt qua để có được bó đuốc cháy minh bạch trong đêm khởi nghĩa này. Nhưng như thế đâu phải là chấm dứt. Có ngọn lửa nào khi bùng cháy mà không trút ra những luồng khói xám, không để lại những đống tro tàn than nguội. Đó kìa, ngôi nhà lợp tôn ở trung tâm ấp đó, nó cũng được giải phóng như bất kỳ căn nhà nào trong ấp. Mẹ Sướng cũng đã được tự do như 100.000 người dân An Nha. Nhưng trên tay mẹ vẫn còn lại một tiếng khóc. Đó là gánh nặng của tội lỗi trút lại. Mẹ nguyện chịu đựng cho trọn đời, nhưng lẽ nào chỉ có mình mẹ khổ. Nghĩ đến đó Lợi không sao cầm lòng được. Anh bần thần đi về phía ngôi nhà mẹ Sướng. Càng gần, anh càng nghe rõ tiếng khóc của hai bà cháu đang quện sệt vào nhau. Tiếng khóc càng to, Lợi càng bước vội. Chính ủy Trần Vũ được lệnh ra Hà Nội dự một cuộc họp hội nghị cán bộ cao cấp đứng đầu các sư đoàn chủ lực, các bộ chỉ huy quân sự địa phương. Hôm ra đi, cán bộ trong tư lệnh Vĩnh Linh đến tiễn anh, đưa anh suốt buổi chiều. Trần Vũ cảm động không sao nói được. Niềm vui trước tình hình biến chuyển quan trọng của xu thế cách mạng cộng với sự hồi hộp sắp được gặp lại vợ con khiến anh luống cuống bần thần. Anh không biết chuẩn bị những thứ gì. Mọi quà cáp của bạn bè đều được cậu công cụ đóng vào thùng gỗ khuân ra xe. Trần Vũ chỉ loay hoay một cuốn nhật ký, anh lật tới lật lui. Anh mường tượng cái phút ngập trước, anh sẽ trao cho vợ cuốn sổ chi chít chữ ấy và nói, tất cả trong đó, em xem đi. Rồi mặc cho vợ và con gái bù đầu vào cuốn sổ, anh sẽ thả người xuống giường, lim dim mắt, tận hưởng một khoảnh khắc thanh bình. Ừ, hình như suốt mấy năm nay, anh chỉ thèm có giây phút đó. Ước muốn sao mà đơn giản như vậy, mà cũng phập phồng, khắc khoải biết bao. Nhưng cái giây phút ấy đã không đến. Trần Vũ ra đến Hà Nội thì được biết vợ đã đi biểu diễn cho bộ đội phòng không không quân từ 2 tuần nay rồi. Đứa con trai theo trường sơ tán tận Hòa Bình, cô con gái gửi tạm về quê ngoại tận dưới Hải Dương. Căn phòng anh khép cửa, một ổ khóa to, treo nặng trịch vào giường dưng. Trần Vũ đứng lặng hồi lâu trước thềm nhà. Người lái xe và cậu công vụ thì rơm rớm nước mắt. Thời giờ ở Hà Nội quá ít, không thể đánh xe đi đến chỗ các con được. Trần Vũ quyết định trở về trạm 66. Cuộc hội nghị tiến hành trong 4 ngày từ thứ Tư đến thứ Bảy. Trong những ngày ấy, người lái xe và cậu công vụ đã trộm phép thủ trưởng phóng xe về Hải Dương, tìm cô con gái nhỏ trở về. Cháu Loan Minh trông thấy bố hét toáng lên và nhào đến. Trần Vũ sững sờ, anh khóc. Làm sao mà giải thích được những giọt nước mắt lúc này? Trong sự hội ngộ có chút nào đó của sự chia ly, hay nhìn khuôn mặt con thể hiện lên dáng vóc của vợ. Bố ơi, sao bố lại khóc? Trần Vũ cười. Bố hư đấy. Bố đi chiến trường mà cũng hư à? Trần Vũ lại cười. Khó giải thích cho Loan Minh hiểu được. Cháu mới 9 tuổi, nhưng ngay cả anh, mái tóc đã lâm râm bạc, đầu có thể tự giải thích cho mình. Người ta thường nói chiến trường rèn luyện cho con người cứng rắn hơn lên. Cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng Trần Vũ còn nhận thấy những điều khác nữa. Chiến trường cũng tạo cho con tim nhạy cảm hơn nhiều. Sự nhạy cảm không hề đồng nghĩa với sự hèn yếu. Trần Vũ ôm con lên tay, ghi sát vào ngực. Chính lúc này, anh muốn tựa nương tim mình vào trái tim cứng cỏi của trẻ thơ. Được tin anh về Hà Nội, mấy buổi tối nhiều cán bộ của hội nghệ sĩ sân khấu đã đến thăm. Họ chúc mừng những chiến công của Vĩnh Linh, họ an ủi anh về việc không gặp chức. Cuối cùng người ta mời anh đến nói chuyện với tất cả cán bộ nghệ sĩ tại trụ sở của hội vào sáng Chủ nhật. Trần Vũ nhận lời. Một buổi nói chuyện thật hào hứng. Anh nhớ đâu kể đấy, từ đôi bé xinh dưới hầm chữ A đến đôi mắt người bố sáng rực dưới đôi lông mày bạc. Từ cậu trinh sát vừa thích đánh giặc vừa thích ngẫm nghĩ đến chuyện cô Phương, cô Tuất đánh máy bay bằng trận địa giả rất tài và ngâm thơ chẳng kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cả một gian phòng chật người, tất cả chăm chú lắng nghe. Trần Vũ không hề để ý thái độ của người nghe. Anh không quan niệm đây là một cuộc họp báo, mà bằng câu chuyện của mình, anh đang ôn lại ngần ấy tháng năm đã qua. Anh muốn truyền gửi đến nhân dân thủ đô nỗi niềm và tấm lòng của nhân dân đất tuyến. Những hiểu biết của tôi không chắc đã đáp ứng được mong muốn của các anh chị, bởi vì tôi không biết được nghề của các anh các chị thích quan tâm đến những điều gì. Nhưng tôi nghĩ cái mảnh đất mà tôi đang nhắc đến đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng vô cùng phong phú đối với nghệ sĩ. Tôi tin như vậy. Trước khi ra đây, chính tay tôi phải ký giấy cho một đồng chí xuất ngũ vì lý do không đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội. Đồng chí ấy bị thương nặng, một vết thương rất vinh quang. Đồng chí ấy là cô Phương mà tôi kể lúc nãy đây. Trần Vũ ngưng lại, lặng đi hồi lâu, giọng anh trầm hẳn xuống. Thế nhưng bây giờ đồng chí ấy sẽ phải trở về nhà, lặng lẽ là một người dân bình thường như trăm ngàn chú bác cô gì khác. Tôi làm thủ trưởng quân chính, việc giải quyết xuất ngũ là chuyện bình thường. Thế mà lần nào tôi cũng ngồi lặng đi trước những tấm giấy giới thiệu, cứ như mình đang làm một việc gì đó có lỗi. Lần này cũng vậy, tôi không cầm được lòng. Có lẽ các anh, các chị cho tôi là người đa cảm, không cứng rắn. Cái đó thì chưa biết thế nào mà khẳng định. Song ở trên mảnh đất đó, chúng tôi thường có chung một tâm trạng thế này. Không bao giờ rời nhau, cả người sống lẫn người chết sẽ ở lại với nhau trọn đời. Thật thế, chúng tôi không hay nghĩ mình chỉ ở đấy vài năm, chỉ phục vụ chiến trường một thời hạn nào đó. Không, chúng tôi tự ràng buộc vào nhau bằng một thứ duyên nợ, hơn bất kỳ thứ duyên nợ nào. Đấy là sự vì nhau, sống cho nhau, cùng sinh tử trong một khát vọng chung của đất nước. Nếu các anh chị tự hỏi tóm tắt một câu, Vĩnh Linh là gì? Thì cái điều vừa rồi là câu trả lời tâm huyết nhất. Buổi nói chuyện kết thúc gần 11 giờ trưa, nhưng nhiều người vẫn xúm lê anh, thao thao hỏi. Xin đồng chí cho biết, từ Hà Nội vào đến đấy có phương tiện giao thông gì không? Này, ở trong ấy bận rộn như thế, văn nghệ sĩ bọn tôi vào có tiện không? Chính ủy ơi, những điển hình mà anh vừa mới kể liệu có cho bọn tôi vào gặp được không? Cụ Trần có còn không? O Phương hay O gì đó có còn ở Vĩnh Linh không? Cái đội văn công ấy vẫn tiếp tục hoạt động chứ? Trần Vũ xoay người đủ 4 phía để trả lời. Anh không nề hà, không mệt mỏi. Thậm chí anh còn muốn nói nhiều nữa, nói mãi về những người đã khắc đậm dấu ấn trong tâm khảm anh. Nhưng chưa quá rồi, mọi người đành phải giải tán. Ban thường trực hội tiễn anh ra xe. Họ bắt tay nhau ở cổng. Trần Vũ ra đến xe thì thấy một người đang đứng đấy. Hình như anh ta cũng có mặt trong số đại biểu đến nghe nói chuyện. Một con người gầy, môi hơi thâm nhưng rất nét, mái tóc cong lượn làn sóng. Đồng chí chính ủy. Anh ta bước lên trước, giọng nói nặng nặng, pha Bắc pha Trung, dáng vẻ của người ấy hình như có điều gì đang lưỡng lự. Tôi muốn hỏi thêm đồng chí vài phút, không hiểu như thế có xâm phạm quá nhiều thì giờ của đồng chí không? Trần Vũ vui vẻ nói, không sao, không sao. Người khách chìa gói thuốc lá mời Trần Vũ, chính ủy xua tay từ chối. Họ đứng nép vào bóng xà cừ bên đường, người khách châm thuốc một mình, giọng nhỏ nhẹ. Câu chuyện của anh hôm nay làm tôi cảm động quá. Anh không hình dung được tôi cảm động thế nào đâu. Biết bao nhiêu điều muốn hỏi thêm mà không biết bắt đầu như thế nào. À, cái cô Phương ấy, mà quả thật là một người con gái quả cảm anh nhỉ? Cô ấy yêu ai chưa anh? Chưa đâu. Chính ủy trả lời một cách thoải mái và thầm nghĩ. Đúng là các tay nghệ sĩ bắt đầu hư cấu nhân vật đấy. Chẳng lẽ ngờ đấy năm mà Phương không tìm thấy một người yêu ư? Cô ấy có buồn không anh? Cái đó tôi làm sao mà biết hết được. Ở trong đó không thể không có nỗi buồn. Chỉ có điều là không hề bi quan tuyệt vọng. Tôi hiểu, tôi hiểu. Người khách gật đầu. Chà, thế này thì mất thời giờ của đồng chí quá. Trần Vũ ngắt lời. Nếu anh muốn viết một cái gì đó về con người trong ấy, tốt nhất là vào với chúng tôi. Đúng thế, đúng thế. Tôi rất muốn vào. Mặc dù tôi không có ý viết vở đâu. Tôi chỉ là một đạo diễn. Biết khi nào được vào nhỉ? Hay anh có thể thu xếp đi luôn với tôi? Tôi có ô tô mà. Tôi rất muốn thế, nhưng nhà tôi dạo này yếu quá. Cô ấy bị khớp mà. Trần Vũ thất vọng. Thế thì gay. Đành dịp khác vậy. Vâng, dịp khác vậy. Thế nào tôi cũng vào. Thôi, để đồng chí về kẻ muộn. Nếu gặp cô Phương, nhờ đồng chí... Sao? Anh có quen trước à? Vâng. Người khách lưỡng lự một tí rồi lắc đầu. Mà thôi, tốt nhất anh đừng nói gì cả. Trần Vũ ngờ ngợ câu chuyện còn có gì đó sâu kín. Anh gợi ý. Anh có nhắn gì cứ nói. Không ạ, chẳng có gì đâu. Hay tôi có thể chuyển lời hỏi thăm của anh nếu như biết tên anh là gì? Người khách ngước nhìn Trần Vũ một lúc rồi nói giọng ngập ngừng. Tôi là Đường Anh ạ. Nhưng mà có lẽ Phương chẳng nhớ tôi đâu. Thật thế, ở trong ấy chắc chẳng ai nhớ tôi cả. Thế ra anh đã có một thời ở trong ấy à? Người khách bỗng thở dài. Đúng vậy, có một thời, hình như lâu lắm rồi thì phải. Chia tay với người khách ở hội nghị nghệ sĩ sân khấu, chẳng hiểu sao Trần Vũ cứ thấy băn khoăn mãi. Nếu như anh đã có một thời ở với đất ấy thì dễ gì quên ngay được. Cho dù những năm tháng anh sống chẳng có gì gắn bó lắm, thì bản thân cuộc sống bình thường của những con người xung quanh lẽ nào không động lại ít nhiều trong ký ức của anh. Đất ấy bây giờ đâu có còn là đất riêng của người Vĩnh Linh nữa. Như anh chẳng hạn, như Kim Hà đấy thôi. Không lý cho đến giờ vẫn còn coi cái nơi ấy gửi gắm máu xương kia là đất khách. Không, Dương Anh không bao giờ nghĩ như vậy. Có ai nghĩ như vậy không? Bất giác Trần Vũ nhớ đến Kim Hà. Chiều Chủ nhật ấy, buổi chiều cuối cùng ở Hà Nội, anh tìm được nhà Kim Hà. Ngôi nhà ở một góc đường của một ngã tư trên phố Bà Triệu. Trước hiên nhà có dàn thiên lý dập kín lá. Trần Vũ bước vào và ngạc nhiên khi thấy người chiến sĩ của mình tay đang bê một bát thạch cao pha loãng, người hơi trồm tới. Trước mặt cô là một bức tượng, không phải, một hình người nhẵn bóng. Nhìn kỹ anh nhận ra đó là một man đơ canh của tiệm may nào đó. Anh đã từng bắt gặp các hình người này đứng trơ trơ trong các tủ kính, khoác trên người những bộ vest tông hoặc những mốt áo tân thời nhất. Những hình người làm chức năng đồ vật, nó có đồ mặt mũi, chân tay, thậm chí nó còn bóng loáng đẹp đẽ nữa. Song không ai ngắm nó, người ta chỉ coi nó là cái vật độn để ngắm mẫu áo quần. Trần Vũ đứng yên lặng lẽ nhìn. Kim Hà vẫn không hay biết, vẫn lom khom xoa thạch cao lên gò má, bắp tay của tượng. Còn cái hình người kia thì vươn cao cổ, mở to mắt nhưng chẳng hề nhìn lại Kim Hà, cũng không trông thấy khách và cũng chẳng phải ngắm ra đường phố để có thể nhận thấy những xáo động bộn bề của thủ đô đang ồn ào lướt qua. Hóa ra Kim Hà cũng có năng khiếu hội họa. Đôi tay trắng thạch cao đang tì nhẹ lên mặt tượng, thậm chí cô tập trung cao độ vào từng nét lượn của cả cơ thể trước mặt. Lẽ nào một tâm hồn dạt dào cảm xúc ấy lại trút hết vào cho cái vỏ hình người trơ trơ vô hồn kia? Hình như không đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn được lâu nữa, Trần Vũ lên tiếng. Chào họa sĩ. Kim Hà quay nhanh, bát thạch cao trao trên tay, miệng cô mở tròn ra, kêu không thành tiếng. Chú! Trần Vũ chủ động ngồi xuống tấm phản kê ngay tường nhà. Kim Hà luống cuống dọn dẹp, mặt cô ửng đỏ, không hiểu vì quá xúc động hay có chút gì đó ngượng ngùng. Bố đâu? Các em của cháu đâu? Thưa chú, bố cháu gầy yếu quá, không làm kịp, người ta đang đòi cháu phải giúp. Trần Vũ hiểu ý Kim Hà đang cố thanh minh về mình, anh cười. Cháu giúp được bố thế là quý, mà cháu cũng có tài đấy. Mặt Kim Hà đỏ bừng, Trần Vũ chuyển nhanh sang chuyện khác. Cháu đã gặp các thủ trưởng của đoàn chưa? Dạ rồi ạ. Ý các đồng chí ấy thế nào? Kim Hà cúi đầu im lặng. Biết nói làm sao cho chính ủy thông cảm hết tâm sự của mình. Gần tròn một mùa hè nghỉ ngơi trên đất thủ đô, Kim Hà ngỡ như mình bị bỏ rơi, quên lãng. Điều ấy chính ủy có thể tin được không? Cô đã gặp lại bộ phận ở nhà của đoàn, gặp hầu hết các bạn bè trong Hà Nội, được ở với bố, được chăm sóc các em. Tất cả những gì cô từng mong muốn nhớ nhung khi còn ở trong mặt trận thì mấy tháng qua đã được thỏa mãn. Thế mà sao lòng vẫn thấy trống vắng, hình như có một cái gì đó thiếu hụt ghê gớm, có thể coi như một sự tổn thất khó mà đền bù nổi. Nhiệm vụ chính ủy giao cho cô ra lần này, kết hợp với nghỉ ngơi, điều trị sốt rét, là phải gặp và xin ý kiến của Tổng cục. Việc đó cô có làm, thủ trưởng đoàn cũng đã có đề nghị. Song hình như điều ấy không phải là nguyện vọng của cô, lại gắn bó với cái nơi mà cô đã sống một quãng ngắn thời gian đầy nghiêng ngả vật lộn. Nơi ấy cô từng khát đến cháy cổ, từng mềm đi trong yêu say, từng giận đến chua chát. Thiếu nó hình như cô cảm thấy hao hụt mất cái phần thật nhất của cuộc đời. Sao? Các anh ấy có đề nghị gì không? Dạ, các thủ trưởng bảo xin phép trông ấy để truyền ra. Ồ, tốt lắm. Sao lại tốt lắm ạ? Sao nhỉ? Trần Vũ cũng không xác định được câu nói của mình. Còn Kim Hà thì thấy uất ức, đôi mắt cô chớp chớp, rồi một giọt nước mắt lăn ra. Cháu quá nhiều khuyết điểm phải không? Không, cháu có thành tích. Cháu không hề có khuyết điểm. Kim Hà cười nhẹ. Chú nói không thật, chú không thật. Chẳng lẽ chú nói dối ư? Không, cần gì tôi phải nói dối nhỉ? Chính ủy đổi cách xưng hô. Đồng chí là một chiến sĩ gái, chưa rèn luyện được nhiều, sức khỏe lại yếu. Thế mà đồng chí đã bám trụ được ở đó. Điều ấy quá ép buộc đâu. Không, đồng chí có thể trở về Hà Nội từ 2 năm trước kia. Vậy mà đồng chí đã ở lại, đã làm việc hết mình, cũng yêu hết mình. Nhưng mà một tình yêu không đứng đắn, ai kết luận như vậy? Từ đồng chí ư? Thế nào là một tình yêu đứng đắn nhỉ? Từ cái hôm chú cháu mình tranh luận đề tài tình yêu ấy, chú cứ nghĩ mãi. Quả đáng tội, con người ta có lẽ khó mà sống một cách hết mình nếu không có những trò dối rắm ấy. Kim Hà ngước lên nhìn chính ủy, cô bỗng thấy tự tin hơn. Nhưng dẫu sao cháu cũng không trọn vẹn chú ạ. Ra như chú biết được. Chú có biết. Nhưng mà có lẽ nên nhận thức nó như là gì nhỉ? Có thể như trận đánh không thành công vậy. Điều đó đáng tiếc thật. Song không phải là không có ích cho người ta đâu. Trần Vũ ngưng lại. Có lẽ từ trước tới giờ trong công tác chính trị của mình chưa bao giờ anh có một kết luận như vậy. Điều đó có hoàn toàn đúng không? Thực ra trong suy nghĩ của anh chưa được rạch ròi lắm. Song cuộc sống chiến tranh đã mang đến cho anh một nhận thức quan trọng. Rằng bom bao giờ cũng có hai tác dụng ngược chiều nhau. Vùi con người xuống và đồng thời cũng bật con người dậy. Tội lỗi cũng thế. Nếu không thì làm sao có lịch sử. Câu chuyện xem ra thoải mái hơn. Kim Hà sẽ trình bày cụ thể ý kiến của đoàn. Ý kiến thủ trưởng bảo cháu xin ra ngoài này, nhưng tình cảm của cháu không dứt khoát lắm. Cháu định cuối tháng này sẽ vào hỏi ý kiến chú. Ý kiến của chú là cháu nên trở về Hà Nội. Trước hết là vì sức khỏe của cháu không đủ để bám trụ lâu trong đó. Hai nữa, hoàn cảnh gia đình rất cần có cháu ở gần. Và cuối cùng, cháu là một diễn viên trẻ có tài năng. Cháu vào chiến trường như thế là tốt rồi, có vốn sống rồi đó. Bây giờ cháu phải phát huy cái vốn sống đó trong môi trường thuận lợi nhất. Đấy cũng là công hiến. Đừng tự dẫn thân vào những cái lạc lõng. Cháu có hiểu chú nói không? Lạc lõng không phải là ở Hà Nội hay Vĩnh Linh. Không có mặt đất nào, cương vị nào trên đất nước lúc này lại lạc lõng cả. Nhưng công việc cụ thể thì có đấy. Kim Hà nhìn chằm chằm vào chính ủy, còn anh lại ngước lên bức tượng hình người đang mỉm cười vô tư trước mắt Kim Hà. Kim Hà chợt hiểu, cô nói run run. Cháu muốn giúp đỡ bố. Đúng, không phải muốn, mà là cần phải giúp đỡ bố. Muốn giúp thì phải làm ra đồng tiền, nhất định thế rồi. Không có tiền thì lấy gì mua rau mua gạo. Thế đấy, cái khó theo chú là chỗ ấy. Trong cuộc sống có một ranh giới rất mỏng manh, trong đạo đức lý tưởng cũng vậy, cả tình yêu nữa. Chú triết lý huyên thuyên thế, cháu thấy có ổn không? Thế dù đã gọi là tình yêu làm sao không có sự dâng hiến. Nhưng giữa cái đó với sự dễ dàng dại dột chẳng cách xa nhau là bao. Ranh giới hẹp lắm, hẹp nhưng rất sâu, sâu thăm thẳm, sâu đến mức có thể dìm chết cả một cuộc đời. Trần Vũ nói xong đứng dậy. Trời đã chiều. Thế là kết thúc ngày Chủ nhật, kết thúc một đợt về thăm Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của tiểu thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24.